chương 1476, quyền trượng chu tước. Ha ha, Minh Đô vuốt cái ót cười nói, không cần để ý đến những chi tiết này, giữa huynh để chúng ta còn phải chỉnh đốn vài cái lý lẽ này sao? Ngài nói đúng không vô kỵ gia gia? Hừ, vô kỵ hung tận giơ ngón giữa với Minh Đô, sau đó lại bắt tay với vào trong xác trứng. Đúng lúc này, trong xác trứng đột nhiên phát ra một đường ánh sáng đỏ thẳm. Mọi người đều dùng ánh mắt chăm chú kinh ngạc nhìn xuống, vô kỵ từ trong xác trứng rút ra một cái pháp trượng màu đỏ thẫm. Hình dáng của cây pháp trượng này cực kỳ tinh xảo, toàn thân pháp trượng màu đỏ lại trong suốt lóng lánh. Giống như đá quý vậy, phía cuối chui của pháp trượng là một đuôi phượng, còn trên đỉnh lại là một một phượng hoàng đang dương cánh. Ở vị trí mắt của phượng hoàng là hai hố lõm, một bên lõm trong đó được khảm một viên bảo thạch ma pháp hệ hỏa. Cả cây pháp trượng phát ra phấn sáng màu tím, trên dưới bao quanh bởi ánh sáng, Pháp trượng tỏa sáng lung linh cực kỳ đẹp đẽ. Ta đệt. Thật sự là pháp trượng sao? Nhìn vào pháp trượng trong tay Vô Kỵ, không chỉ những người khác mà ngay cả Vô Kỵ cũng đều có chút hoang mang. Đặc biệt chính là, Minh Đô tên tiểu tử này rốt cuộc số dẫm phải cái loại cứt chó gì? Mà thực sự nhặt ra một cây vũ khí pháp trượng này. Cái khác không nói, nhìn cái tạo hình này cũng đủ biết, cây pháp trượng này tuyệt đối không phải phàm vật rồi minh đô lúc này hạnh phúc đến suýt thì ngất đi mất xông tới chỗ vô kỵ hoa chân múa tay kêu to vô kỵ nhanh nhanh đưa cho ta hư vô kỵ không đồng ý đáp ngươi không phải vừa uống vừa la sao chỉ cần đưa cây pháp trượng đó cho ta gọi ngươi là ông nội cũng được minh đô vừa nói trên mặt còn lộ ra biểu tình cực kỳ nịnh nọt nhìn bộ dạng này mà xem minh đô hiện tại chỉ thiếu nước quỳ xuống chân vô kỵ mà thôi có cháu trai như người ta đã tức chết rồi. Vô kỵ hiện tại bị bộ dáng ti tiện này của Minh Đô làm cho ghê tởm. Cười mỉa một tiếng, đem pháp trượng giao cho Minh Đô. Ha 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 ha. Minh Đô nhận lấy pháp trượng nhìn qua, vui vẻ cười rộ lên, con mẹ nó, ông đây, rốt cuộc ông đây cũng có thần khí rồi. Khi nói chuyện, Minh Đô tiện tay đem thuộc tính của pháp trượng trình ra. Chu tước chi trượng, pháp trượng, sử thi, có thể trưởng thành, vật công, 200, 300 ma công, 800 100, 000, 75 trí lực, 72 tinh thần, 67 nhanh nhẹn hỏa thần lực, kỹ năng bị động, ma pháp hệ hỏa thương tổn tăng lên 150% liệt diễm chi tâm, kỹ năng bị động, thuộc tính hệ hỏa tăng lên 50% thời gian chi hỏa, kỹ năng bị động, ma pháp hệ hỏa giảm bớt 50%. Thời gian ngâm sướng ma pháp hệ hỏa rút ngắn 50%, tốc độ phóng thích tăng 50% diệt thế chi hỏa, kỹ năng bị động, mà pháp hệ hỏa duy trì thời gian cháy tăng 50%, cũng phụ thuộc vào đặc hiệu lan ra. Luyện ngục hỏa hải, kỹ năng chủ động, lấy danh nghĩa của quân chủ liệt diễm triệu hồi ra địa ngục chi hỏa, làm mục tiêu đối địch trong phạm vi 1.000 bị cháy tàn nhẫn, thời gian cháy 50 giây, thời gian hội chiêu 200 giây, tiêu hao 20% MP. Giới thiệu trang bị, một trong thập đại thần khí thượng cổ, Thần khí đi kèm của quân chủ Liệt Diễm có năng lực khống chế toàn bộ ngọn lửa trên thế gian. Có khả năng đốt cháy mọi thứ, tuy trong cuộc giao tranh với chư thần bị hao tổn, nhưng vẫn còn sức mạnh kỳ diệu như cũ. Năng lực sử thi: Chu Tức Hàng Lâm, kỹ năng chủ động, tiêu hao 50% ma pháp để triệu hồi thần thú Phượng Hoàng cấp bậc không cao hơn cấp của chủ sở hữu để hỗ trợ chiến đấu, thời gian hồi chiêu: 24 giờ. Yêu cầu cấp bậc: 80 yêu cầu chức nghiệp mà pháp sư, má ơi, thuộc tính này này. Nhìn thuộc tính trên pháp trượng, nước miếng của mọi người đều đồng loạt chảy xuống. Ở trong trọng sinh, pháp sư được chơi theo nhiều cách khác nhau, có thủy pháp mẫn khống lưu. Có lôi pháp phong tranh lưu, ít nhất còn có hắc y cận chiến lưu, cố phi lão sư cách vách, mọi người đều hiểu, nhưng nói đến cùng. Pháp sư ở trong đội ngũ đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất chính là tấn công. Chỉ có pháo đài đứng mang năng lực tấn công tuyệt đối, mới là vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn. Cây trượng chu tước này sử dụng các thuộc tính để giải thích cái gì gọi là đơn giản khắc nghiệt. Gia tăng 150% ma pháp hệ hỏa, trực tiếp đem thương tổn tăng lên gấp 1,5 lần, thuộc tính hỏa tăng lên 50, lại tăng thương tổn thêm 50%. Rút ngắn thời gian tốc độ ngâm sướng và tốc độ thi phép. Gia tăng tần số phóng thích của ma pháp lên thật nhanh. Bản thân Minh Đô là một pháp sư có ma pháp thương tổn cực kỳ cao. Lúc này trên người có thêm một cây pháp trượng, lắc mình chuyển hóa, liền trở thành vũ khí hạt nhân chân chính trong truyền thuyết. Cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, có dám cản một chiêu ma pháp này của ta hay không? Một kỹ năng không giết được ngươi, vậy thì hay. Pháp sư nhất định phải đơn giản thô bạo như vậy. Càng đáng sợ hơn, đây không phải là tấn công trong nháy mắt, mà là tấn công liên tục. Hiệu quả lan rộng là một kỹ năng đặc hiệu tương đối hiếm thấy, nhưng mà vừa rồi chiến đấu cũng không khó để nhìn ra cái gọi là lan rộng rốt cuộc là dạng hiệu quả gì. Lan rộng khắp nơi trên mặt đất còn chưa dừng, đặc biệt còn có thể leo tường. Luyện ngục hỏa hải phạm vi công kích một nghìn tăng thêm hiệu quả cháy lan rộng, nếu như đối phương không thể bay, trên căn bản muốn tránh cũng không thể được, chỉ cần xe tăng ở phía trước thêm lực, lấy cơ sở ma pháp thương tổn của Minh Đô, một người diệt trăm người chẳng qua cũng chỉ là một cái phất tay. Về phần kỹ năng khủng bố của Chu Tước Hàng Lâm, mọi người nhìn giới thiệu cũng biết rồi, đương nhiên cũng không cần tác giả phải đến từ nữa. Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, yêu cầu cấp bậc mang thần khí này lại là cấp 80. Phần sau của trọng sinh, tốc độ thăng cấp làm càng lúc càng chậm, Minh Đô sau khi đánh chết Nefit mới tăng đến cấp 55, mục tiêu cấp 80 có vẻ như còn có một con đường rất dài cần phải đi. Đương nhiên rồi, Minh Đô cũng không thiếu tiền, chỉ cần hắn không tiếc, có thể đập điên cuồng bảo thạch lên vũ khí để giảm bớt bấp bật yêu cầu nha. Một viên bảo thạch có thể giảm tối đa 5 cấp, có thể đập 3 viên thì sẽ là 15 cấp, cho dù không thể lập tức sử dụng, ít nhất cũng là mục tiêu có thể nhìn thấy được. Ông lấy pháp trượng, Minh Đô đã vui đến độ nở hoa, bộ dáng dường như đã nhìn ra vẻ đẹp trai của mình sau khi trang bị cây pháp trượng này. Không có cách nào, đám người toàn chân giáo này đều không phải là đèn hết dầu trên cơ bản mỗi một người đều có vũ khí cấp bậc thần khí khác nhau ngay cả tiểu hài tử xấu xa ký ngạo cũng có quyền bộ cấp sử thi xuân tường lại có một thần khí chân chính đều cùng chơi một trò chơi cũng sẽ có sự so sánh với nhau cho dù minh đô ngoài miệng không nói ra nhưng thấy người khác đều có mà mình lại không có trong lòng liền nghẹn một cục từ việc hắn liều mạng đi tìm đá thuộc tính đập lên pháp trưởng ám kim thì có thể thấy được trong lòng tên nhóc này cực kỳ để ý hiện tại thì tốt rồi minh đô cuối cùng cũng có một vũ khí thần cấp tâm tình lúc này giống như ba của hắn nói với hắn rằng cần phải chuyển nhà dùng văn chương khó mà hình dung được nhìn thấy bộ dáng minh đô như vậy bao tam ngưỡng mộ tiếng đến chỗ vô kỵ nói anh cho em một áo giáp chiến sĩ đi bao tam một người kiêu ngạo đến như thế mọi người cùng nhau chơi game lâu đến vậy đều chưa từng nghe hắn gọi vô kỵ một tiếng anh này bao giờ lần này bao tam là động tâm rồi. Đừng nháo nữa. Vô kỳ khoát tay nói, một bốt chỉ có một thần khí là đủ rồi, ở đâu ra hai? Còn muốn giết nữa, ngươi nghĩ ta là sao may mắn vô địch à? Tuy rằng lý lẽ này mọi người đều hiểu. Nhưng bao tam vẫn muốn nhờ cậy, ta không cần biết, dù sao ngươi vẫn phải tìm ra một áo giáp chiến sĩ cho ta, bằng không chúng ta từ nay không cần làm huynh đệ nữa. Được được được, vô kỳ bất đắc dĩ nói, coi như ta sợ ngươi đi, ta sẽ cố hết sức, cố hết sức. Vô Kỵ lắc đầu đành chịu, lại một lần nữa đem bàn tay tiến vào trong xác trứng. Chương 1477, trứng sinh trứng. Đối với người anh em bao tam này, Vô Kỵ cũng không có cách, bộ dáng to xác vậy mà cứ như trẻ con. Áo giáp, áo giáp, áo giáp mau ra đi vô kỵ than thở ở trong xác trứng túng lấy một bộ áo giáp ánh sáng tỏa ra bốn phía bộ áo giáp này toàn thân đỏ thẫm tràn ngập ánh sáng hào quang xung quanh áo giáp lung linh hình như có phượng hoàng xung quanh sau lưng còn có một đôi cánh hỏa diễm như ẩn như hiện hiệu ứng đặc biệt này nhìn qua cực kỳ kiêu ngạo may mắn thật nhìn đến áo giáp trong tay vô kỵ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngao ô thuộc tính của áo giáp này như thế nào đã không còn quan trọng nữa cái quan trọng ở đây chính là sự may mắn của vô kỵ đang gào thét một lần nữa mọi người lại có thể dùng thật trùng hợp để giải thích liên tục hai lần liền cho dù có là trùng hợp đi nữa người ta cũng đã bắt đầu hoài nghi vô kỵ mau lấy trang bị cung thủ ra đi cái gọi là gần đỏ thì đỏ mà gần đen thì đen tay trái tử thần đã bắt đầu hướng đến phương hướng phát triển của toàn chân giáo không có liêm sĩ Minh Đô liếc mắt khinh bỉ nhìn tay trái tử thần, lão tổ tông vô kỵ, lại lôi ra một ra một pháp khí pháp sư được không? Ta đây sẽ quỳ xuống trước ngươi. Cúc. Khán giả đồng loạt giơ ngón giữa với Minh Đô. Vô kỵ cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn tay mình mà hối hận, chật, biết thế ta đã nói pháp khí của mục sư rồi, đệt mở. Ha ha ha. Ngươi thực sự là anh của ta. Lúc này trong khi bao tam đang vui vẻ, tiểu tử kia bước đến trước mặt vô kỵ cười ha hả cầm lấy áo giáp trong tay vô kỵ nhưng mà nhìn qua một chút thì sắc mặt hồng hào của bao tam đã biến thành màu đen rồi kìa sao vậy nhìn bộ dạng của bao tam mọi người đều có chút khó hiểu áo giáp này đúng là đồ vật rơi ra từ bốt thần cấp nhìn từ bên ngoài thì kiêu ngạo còn hơn cả pháp khí của minh đô vừa rồi còn làm ra vẻ mặt này ngươi chắc chắn không phải anh của ta bao tam buồn bực mở thuộc tính áo trong tay ra. Phượng hoàng thủ hộ thánh y, trọng giáp, sử thi, có khả năng lan rộng, vật phòng, 700, 800 ma phòng, 700, 880 thể chất, 76 sức mạnh, 67 tinh thần phượng dực thủ hộ, kỹ năng bị động, lực phòng thủ tăng lên 100%, giá trị đỡ đòn tăng 50%, phản công kích thương tổn của hỏa diễm ma pháp 20%. Phượng hoàng huyết duệ, kỹ năng bị động, giá trị sinh mệnh tăng 30%, trạng thái chiến đấu tự động hồi phục một mã lực trên một giây, trạng thái thoát chiến mỗi giây hồi 5% HP. Quân chủ liệt diễm, kỹ năng bị động, khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 30% biến thân thành liệt diễm khổng lồ. Phòng ngự công kích tăng 100%, có chứa công kích thuộc tính hỏa, hiệu quả phản công nháy mắt tăng lên 80%, thời gian duy trì 30 giây, thời gian hồi chiêu 3.600 giây. Quang minh thánh hỏa, Kỹ năng bị động, gây sát thương tối đa 1% HP một giây cho các mục tiêu xung quanh. Phượng Vũ Cửu Thiên, kỹ năng chủ động, tiêu hao toàn bộ MP hóa thân thành Phượng Hoàng Bất Tử, đối với Phạm 800 trước mặt toàn bộ mục tiêu làm một lần liệt diễm trùng kích, thời gian hồi chiêu 24 tiếng. Giới thiệu vật phẩm, thần khí sinh ra từ hỏa diễm trong truyền thuyết, được trèn từ ngọn lửa thuần túy nhất trong trời đất. Có năng lực bảo hộ tất cả. Niết, Lúc tử vong có thể biến thành trạng thái trứng, trứng dùng 30% lượng máu, nếu trong thời gian trứng không bị đập vỡ, thì sẽ hồi sinh 50% sinh mạng, thời gian làm nguội trứng mất 180 giây. Yêu cầu cấp bậc, 80 yêu cầu chức nghiệp, kỳ sĩ thủ hộ, chiến sĩ khiên thuẫn, vô kỵ, người đúng là anh của ta. Thuộc tính của áo giáp vừa được mở ra, doãn lão nhị cảm động lệ rơi đầy mặt ngay tại chỗ. Cái gì gọi là thần khí? thần khí chính là khiến ngươi nhìn thấy thuộc tính rồi biết bản thân được trang bị thành vô địch, nhớ là mọi người đều không thích tình tiết trang bị. Bộ thánh y này đến cuối cùng có bao nhiêu cường lực ta sẽ không nói nữa, cái khác vốn dĩ đều không muốn viết ra. Tóm lại mọi người chỉ cần biết chức nghiệp tan có thể trang bị thứ này, cũng có thể trực tiếp tốt nghiệp, dùng đến mãn cấp có thể không cần đổi mới. Vốn dĩ doãn lão nhị tâm tình còn buồn bực bởi vì mới nảy tung xuất sắc điểm trên xuất sắc kém của Tu La, lúc này nhìn đến bộ áo giáp kia, Doãn lão nhị thực tâm vui sướng may mà lúc đó mình thua. Mà bạn học tu la kia sau khi nhìn thấy bản thuộc tính trên kênh, lúc này đang hối hận đến đứt ruột rồi đây. Lúc ấy, ai mà nghĩ được bốt cuối cùng lại là thần cấp. Mà còn là lần đầu tiên giết thần cấp tỷ lệ tăng gấp đôi, trực tiếp tuôn ra hai bộ pháp khí trang bị. Lão nhị, ngươi lần này nhất định phải mời khách. Không chỉ bao ta mặt đầy tuổi thân, Minh Đô cũng buồn bực vô cùng. Minh Đô cũng thật là đáng thương, bản thân thật không dễ dàng mới có thể có được một kiện thần khí, còn chưa hết nóng hổi, kết quả các đồng bạn truyền tay nhau lôi ra thêm kiện thần khí nữa, khoảng cách lại bị kéo ra, người nói xem không tức sao được. Tay trái Tử Thần lại nhìn Doãn lão nhị, viền mắt đều hồng lên cả rồi. Không thiếu nhưng không đồng đều, là đạo lý từ xưa đến nay. Tay trái Tử Thần tưởng bản thân mình đã được ăn thịt rồi, nhưng kết quả lại phát hiện ra mình chỉ uống được nước canh mà thôi, càng không nói đến trong lòng thế nào. Tuy tay trái tử thần cũng biết đây đều là nhìn mặt, gương mặt xấu số của mình bị Âu Hoàng nghiện áp đều là do mệnh không tốt, nhưng sự thật diễn ra ngay trước mặt, không tránh khỏi để ý trong lòng. Ha ha ha! Doãn lão nhị thông minh đột xuất, đương nhiên hiểu được lại hành vi nẫn tay trên này rất dễ dàng thu hút sự bất mãn, vì thế liền vuốt gáy cười ha hả, phải, đó là đương nhiên rồi, chút thành ý thể hiện tấm lòng này. Mọi người cầm lấy đi uống trà đi. Tùy tiện nói xong, Doãn Lão Nhị ở trong kênh đội phát một cái hồng bao siêu khủng 21 vạn vàng. Trong đội trừ Doãn Lão Nhị ra thì tổng cộng có 21 người, vừa vặn mỗi người một vạn. Một vạn vàng. Cầm lấy tiền vàng vàng rực, mỗi một người trong minh vương giới đều bị Doãn Lão Nhị hù dọa rồi. Đây chính là một vạn vàng nha. Minh vương giới nghèo túng này từ khi nào được nhìn thấy nhiều tiền như vậy? Trong nháy mắt, sự bất mãn của khán giả liền bị doãn lão nhị dùng tiền vàng đập cho tan thành mây khói. Thật ra trang bị cấp sử thi đều đáng mấy chục vạn vàng trên thị trường. Một bộ áo giáp này của doãn lão nhị tất nhiên nhỉnh hơn một chút, phòng chững cũng chỉ khoảng 50 vạn không hơn, dù sao giới hạn cấp bậc vẫn còn ở đó. Vốn, mọi người đâu có được phân bố theo chức nghiệp, trang bị này đưa cho Doãn Lão Nhị cũng là hợp theo lẽ thường tình. Lúc này Doãn Lão Nhị lại còn cấp hồng bao 20 vạn vàng, hành động như thế trực tiếp khiến khán giả Minh Vương giới tâm phục khẩu phục. Không chỉ bởi vì khí phách của người chơi toàn chân giáo, mà còn vì việc làm của Doãn Lão Nhị. Nhóm người toàn chân giáo này lại càng không dùng lời nói, mọi người đều là huynh đệ, hồng bao lớn nhỏ không quan trọng. Mấu chốt chính là tâm ý, phỏng tay trên còn không biểu thị một chút thì không chỉ. Nhóm người toàn chân giáo này vốn kiêu ngạo bất tuân sở dĩ ở cùng nhau một chỗ lâu được đến vậy, chính là vì một vài chuyện không cần nói cũng tự hiểu được. Sau khi Doãn Lão Nhị xử lý công bằng xong, Vô Kỵ trực tiếp mò loạn trong xác trứng, sau đó nắm được một bảo thạch cỡ bằng một nắm đấm. Liệt diễm chi tâm, vật phẩm nhiệm vụ. Vật phẩm nhiệm vụ, của Lão Ngư. Vô Kỵ không chút suy nghĩ liền ném cho Vương Vũ, sau đó tiếp tục mò loạn trong xác trứng. Ế! đây là cái gì? Mọi người đều vươn cái cổ đến chờ thời khắc vô kỵ lần nữa mò ra một kiện pháp khí. Vô kỵ đột nhiên thoáng sửng sốt, sau đó lại mò ra từ trong xác trứng một quả trứng màu vàng kim. Trứng sinh trứng. Quá quỷ dị rồi. Chương 1478, Người muốn sao? Vù trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì chuyện móc được một quả trứng từ trong xác trứng đột nhiên trứng trong tay vô kỵ lung lay một chút tình huống gì đây vô kỵ vô cùng kinh hãi thuận tay đặt quả trứng trên mặt đất cùng lúc đó sự tình càng thêm kỳ lạ phát sinh trong cung điện lần thứ hai nguyên tố hỏa ngưng tụ lại lần này không chỉ có nguyên tố hỏa trong không khí mà ngay cả viêm khoáng trên mặt đất đều ngưng tụ thành một lượng lớn nguyên tố hỏa dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến từ đỏ thành đen của nền đất và vách tường cung điện có nơi thậm chí đã bắt đầu sụp đổ lượng lớn nguyên tố hỏa ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng khoảng chừng một nắm tay từ bốn phương tám hướng vọt tới chui vào trong quả trứng vàng kim kia vù do năng lực cường đại của nguyên tố hỏa tập trung lại xung quanh quả trứng hình thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn đem mọi người bắn sang một bên cùng lúc ấy vương vũ cảm thấy trong quả trứng truyền đến khí tức cực kỳ khủng khiếp không ổn cảm giác được sự bất thường của trứng vương vũ vội vàng nhắc nhở mọi người chuẩn bị chạy dường như có thứ gì đó sắp chui ra răng rắc vương vũ còn chưa dứt lời trong vòng xoáy năng lượng truyền đến âm thanh vỡ vụn của vỏ trứng ngay sau đó một cổ khí thế giời non lấp biển phủ xuống thân hình vương vũ nhoáng một cái liền bị đè ép phu phu mấy người vô kỳ bị cổ khí thế kia trực tiếp ép đến quỳ rạp xuống đất. Ha hả! Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc của một nữ nhân vang lên bên tai mọi người. Đoàn người nghe thấy trong lòng liền hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một bóng người chậm rãi bước ra từ trong hỏa diễm. Đợi lúc mọi người nhìn rõ ràng bộ dạng của bóng hình kia, tất cả đều sửng sốt, kinh hãi kêu lên, móa. Nephit còn chưa chết. A ha ha ha. Nefit nghe tiếng la to của mọi người. Hai lòng che miệng lộ ra dáng cười của nữ vương, chỉ dựa vào các ngươi, lại muốn giết bổn vương sao? Quá coi thường bổn vương rồi. Chuyện này. Chuyện này sao có thể? Vô kỵ trăm nghĩ cũng không cách nào lý giải được, hệ thống rõ ràng nói chúng ta đã đánh bại bốt rồi, hơn nữa thành công đóng phó bản lại, ngươi thế nào lại không chết? Ha ha. Nefit thản nhiên cười nói, không sai, ta đúng là đã bị các ngươi đánh bại chẳng qua cái kia chỉ là phong ấn của ta mà thôi hiện tại không còn phong ấn nữa ta đã được tự do rồi ha 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 cảm ơn đám tiểu quỷ các ngươi nha nephit cười tươi như hoa thì ra là thế nghe nephit nói như vậy mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu rồi vốn dĩ bốt cùng người chơi thiết lập giống nhau đều đổi mới trạng thái tử vong ví dụ sau khi người chơi trúng độc chỉ cần chết một lần Hiệu quả trúng độc có thể bị tiêu trừ, bốt cũng giống như vậy, vốn dĩ Nefit là trong trạng thái phong ấn, sau khi bị mọi người đánh chết một lần, hiệu quả phong ấn tự động giải trừ, thực lực của Nefit hiện tại là đỉnh cấp 200, khó tránh khí thế lại kinh người như vậy. Có điều hiện tại nhìn xem, Nefit hẳn là không muốn giết người đi, nếu không với thực lực hiện tại của cô ta muốn giết mấy tên đang hấp hối này. Cho dù có là vương vũ thì bất quá cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay làm sao còn đứng đây cùng người khác phí lời. Nghĩ đến đây, mọi người liền thờ vào một tiếng. Đương nhiên rồi, lo lắng cũng vô dụng, bốt cấp 200 muốn nhây ngươi lo lắng thì có tác dụng gì? Thằng nhãi minh đô này lại còn to gan lớn mật hỏi, phượng hoàng tỷ tỷ này, chúng ta đã đem ngươi cứu ra, ngươi sẽ thưởng cho chúng ta chứ? Phần thưởng Nefit lạnh lùng liếc nhìn minh đô, pháp trượng của ta dùng không tốt sao, hay là do ngươi đắc ý quá rồi? không thích thì trả lại cho ta ách minh đô hơi run lên vội vàng nói cái gì cái gì gì nephit à ta chỉ nói đùa với ngươi thôi hừ nephit hừ lạnh một tiếng phần thưởng không phải không có phần thưởng là gì nghe lời này của nephit tai của mọi người đều dựng thẳng lên bốt thần cấp đồ lấy ra chắc chắn cũng phải là thần khí rồi đưa hoàng kim ám kim ra không phải là quá mất thể diện rồi à là ta có ai muốn không? Nefit thản nhiên nói. Mọi người đồng loạt im lặng, thầm nghĩ cô nàng này bị mất trí hay sao? Sao thế? Không vừa mắt ta sao? Thấy biểu tình này của mọi người, sắc mặt của Nefit tối sầm, khí thế trên người lần thứ hai ép xuống dưới. Mọi người hoảng hốt nói, đại. Đại tỷ, ngươi là thần, có thể đừng đùa như vậy được không? Đùa. Các ngươi cũng xứng để ta đùa giỡn hay sao? Nefit một mặt cao ngạo nói, nói cho các người biết, ta muốn một người cùng ta ký kết khế ước, để ta làm tùy tùng của hắn, với lại hắn nhất định phải đồng ý, bằng không ta sẽ giết tất cả các ngươi, tin ta đi, chỉ cần ta không để các ngươi đi, các ngươi muốn chạy cũng không được. Này, tôi đã làm gì nên tội a? À? Mọi người đều bị bước đến mơ hồ rồi, hoàn toàn không biết Nefit rốt cuộc muốn làm cái gì, giết người chơi, mắng người chơi, hãm hại người chơi đây đều là bổn phận của bốt còn chưa từng thấy qua chuyện đuổi theo muốn thành tùy tùng của người chơi lúc này vương vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì tự như giải thích cô ta chỉ là giải trừ phong ấn thực lực mà thôi nhưng vẫn không ra khỏi phó bản này được chỉ có cùng người chơi ký kết khế ước mới có thể rời đi yên tâm chỉ cần cô ta ra ngoài được liền đá chúng ta đi nói tới đây vương vũ lắc đầu thở dài một tiếng dường như nghĩ tới chuyện gì đó thương tâm là thật hay giả vậy Nghe Vương Vũ nói như vậy, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển đến Nefit. Mẹ nó, cái này đúng là lừa người mà. Tùy tùng của người chơi thì có hạn, đây một đường vô duyên vô cớ ép buộc người ta, còn Hoa Mỹ kêu là phần thưởng, sao lại vô sĩ như vậy được chứ? Hừ. Nefit hung tận trừng mắt với Vương Vũ, ngươi làm sao mà biết được? Nói ra thì dài lắm. Vương Vũ lắc đầu. Nefit liếc mắt đánh giá Vương Vũ từ trên xuống dưới, đột nhiên phát ra một tia kinh ngạc nghiêm trọng, "Long hoàng Darigut là tùy tùng của ngươi." "Các ngươi có biết không?" Vương Vũ hiếu kỳ hỏi. "Chính là ngươi rồi." Thật dễ nhận ra, đến cả Nefit cũng không muốn trả lời câu hỏi đơn giản này của Vương Vũ, dù sao mấy bốt thần cấp của thế giới này có thể không quan tâm nhau sao, Nefit tự có mục đích của mình, chỉ vào Vương Vũ, "Ngươi, cùng ta ký khế ước đi." Vương Vũ nghe vậy không nói gì cả, tại sao lại là ta? Con mẹ nó, mấy bốt thần cấp này đi lừa người đều bị lừa bởi một người, đùa giỡn cái khỉ gì chứ? Câu trả lời của Nefit có khá đủ tinh thần phê phán, Dariuk kia là con rệt còn có thể ký được, vì sao ta không thể ký? Nếu như hắn không ký thì sao? Vô kỳ tủng tỉm cười hỏi một câu. Vậy các ngươi đều phải ở trong này với ta. Nefit quán giận. Được thôi, vô kỳ cật nhã nói cùng một đại mỹ nữ như ngươi ở chung trong một căn phòng lớn là việc chúng ta cầu còn không được thấy vô kỳ dám đem mình ra đùa giỡn nephit lạnh mặt ngươi không sợ chết sao sợ chứ chẳng qua ta càng sợ cô đơn hơn thôi ngươi đừng quên chúng ta là người chơi có thể tùy lúc thoát game nha vô kỵ đắc ý nói Nefit là bốt có trí năng cao vô kỵ đều đã nói trắng ra như vậy Nefit làm sao không hiểu suy nghĩ của tên này được. Đúng là tên đáng ghét. Nefit dùng mắt hung tận đục trên trên người vô kỵ một cái lỗ, sau đó lấy ra một cái lệnh bài đưa cho vương vũ, thứ này cho ngươi. Mau mau ký khế ước với ta. Chương 1479, sự hoang mang của danh kiếm đạo tuyết. Kết quả vương vũ vừa nhìn, liền thấy một miếng lệnh bài màu đỏ trạm trổ một con phượng hoàng lửa rất sinh động. Phượng hoàng chi lệnh, đạo cụ trân quý, sử dụng phượng hoàng chi linh, ở trong bất kỳ tình cảnh nào đều có thể triệu hoán quân chủ liệt diễm Nefit. Thứ đồ này cùng long hoàng chi lệnh có cùng một tác dụng, đều là đạo cụ dùng để triệu hoán tùy tùng. Thực ra đây cũng coi như là cấp cho người chơi một cái công đạo đi. Chung quy thì trở thành tùy tùng, vậy chính là tiểu đệ của người chơi, cho dù người có là bốt thần cấp, thực lực siêu phạm hoàn toàn không đem chủ nhân đặt vào trong mắt nhưng quy tắc chính là quy tắc vút mặt cũng phải nể mũi người chơi chính là vua chúa của hệ thống tạo hóa một chút mặt mũi này vẫn còn cần đi tất nhiên rồi vương vũ xuất thân là người tập võ về phần chiến đấu có đánh nữa cũng không đã bốt bình thường còn chưa đủ cho mình đánh đây đương nhiên sẽ không quá để ý loại chuyện tùy tùng gì đó này chỉ là vừa vặn không thích để người ta uy hiếp mình mà thôi Lúc này nhìn thấy Phượng Hoàng Chi Linh trong tay, tính chất uy hiếp cũng bị biến thành giao dịch rồi, Vương Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, được, có thể, mau ký thôi. Nói xong. Đưa cho Nefit một trang khế ước, Nefit nhìn thoáng qua, sau đó ký kết trở thành tùy tùng của Vương Vũ. Giờ này khắc này, tay trái tử thần mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cũng đã nhìn đến ngốc luôn rồi. Thế này, thế này cũng được sao? Tay trái tử thần chưa từng nghĩ qua, Hóa ra còn có thể làm loại chuyện này lên người bốt, con đường này cũng quá hoang dại rồi. Mẹ nó, ngay cả bốt cũng bắt chẹt, chẳng trách đám người của toàn chân giáo lại giàu có như vậy, đây đúng là chênh lệch A. À. Vô kỵ nói lời thâm ý vỗ vào vai tay trái tử thần, người trẻ tuổi, mau học hỏi một chút đi, con đường mà ngươi cần phải đi còn dài lắm. Hư. Nefis hư lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn vô kỵ rồi tùy tiện phất tay, mấy người theo nhau ra khỏi phụ bản đi đến khu vực khai thác mỏ thần viên. Một đoàn người nhìn thấy toàn chân giáo cùng Minh Vương giới đi ra từ trong phụ bản, liền vui mừng đi lên vây xung quanh. Nhưng mọi người vừa nhìn thấy Nefit ở đó, tất cả đều ngây người, hoảng sợ kêu lên, đây, đây là chuyện gì? Mọi người không cần phải sợ. Vô Kỵ khoác khoát tay giải thích, hiện tại cô ta đã là tùy tùng của lão Ngưu rồi, không thể làm người khác bị thương được. Nhưng mà Vô Kỵ còn chưa có nói xong, Nefit đã nâng một ngón tay. Bắn một đường tử xong xạ tuyến vào đầu vô kỵ, vô kỵ chết ngay tại chỗ. Đậu má. Tất cả mọi người bị dọa sợ chạy loạn bốn phía. Vương Vũ Kinh Hải xen lẫn tức giận nhìn Nefit, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi quản cái rắm. Nefit quay lại trừng mắt với Vương Vũ, tiện tay vẽ một đường, một đường đó vẽ ra trong không gian một khe hở, rồi trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Mọi người thật sự đã bị Nephit dọa cho mất mật, nhìn vào nơi Nephit vừa biến mất, thật lâu cũng không dám tiến lên nửa bước. Con mẹ nó, con ả à đó dám giết ta. Trên kênh, vô kỵ tức giận dơ chân mắng to. Cũng không có cách nào khác, cho dù vô kỵ có thuộc hồi sinh đi chăng nữa, nhưng sự việc vừa rồi xảy ra quá bất ngờ còn chưa kịp dùng, cứ vậy bị đánh trở về thành. Thật vất vả mới lên được cấp 55 có thể học được kỹ năng mới, kết quả bởi vì rất một phần mười kinh nghiệm mà quay về cấp 54. Đáng đời, cho người con mẹ nó đắc ý. Minh Đô và Bao Tam đồng thời bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Đánh xong phụ bản, mọi người đều thu hoạch được không nhỏ, kế tiếp chính là đi theo vương vũ đến quán rượu thành Yamati giao nhiệm vụ. Phần thường nhiệm vụ tỷ lệ thuận với độ khó, nhiệm vụ lần này so với nhiệm vụ cấp S đặc biệt khó hơn. Phần thưởng không cần nói đến cũng tự hiểu rồi. Vương Vũ bàn giao nhiệm vụ xong, tất cả mọi người đều thu được lượng lớn kinh nghiệm cùng phần thưởng danh vọng, đồng thời mỗi người còn nhận được một quyển sách kỹ năng, những người mới nãy không nhận được phần thưởng ở trong phụ bản cũng đều có phần thưởng. Xem ra chủ quán rượu bỏ vốn cũng không nhỏ đi. Kỹ năng của ngươi là gì thế? Vừa cầm được phần thưởng, Minh Đô liền tiến lên phía trước hỏi Bao Tam. Bạc đau triệt, còn ngươi thì sao? Bao Tam hỏi lại, không nói cho ngươi biết. Minh Đô đắc ý lắc đầu, bị bao tam đánh một quyền ngã xuống đất. Vương Vũ cũng nhận được một quyển kỹ năng tên là Võ Thần Cường Thích. Võ Thần Cường Thích, lúc phát ra kỹ năng thì hô to một tiếng dẫm lên mặt đất, khiến địch nhân trong phạm vi hấp thu ngã xuống hoặc bị bất động, gom kẻ địch hấp thu đến bên người, sau đó lại tập hợp sức lực toàn thân phóng ra đoạn thích quy lực cực kỳ lớn, đồng thời bản thân đạt được trạng thái bá chủ không có cách nào di chuyển cũng không có cách nào bị bắt, tiêu hao 10% MP, thời gian hội chiêu 60 giây. Nhìn vào phần giới thiệu, kỹ năng của võ thần cường thích và thuấn ảnh liên hoàn thích ở cùng một cấp độ. Sức mạnh kỹ năng so với thuấn ảnh liên hoàn thích tuy có kém hơn một chút, nhưng lúc thi triển lại không cần phải di chuyển, cũng có đủ hiệu quả khống chế không tồi. Nếu phối hợp với thuấn ảnh liên hoàn thích phỏng chừng hai chân vừa hạ xuống hiệu quả bộc phá lại tăng thêm, có thể đá ra trăm vạn thương tổn người trẻ tuổi lúc vương vũ còn đang thưởng thức phần giới thiệu của kỹ năng đột nhiên chủ quán rượu tủng tỉnh cười đi tới ngươi có biết liệt diễm chi tâm không hả vương vũ thoáng sửng sốt chợt hỏi sao vậy ngươi còn nhiệm vụ giao cho ta sao không không có chủ quán rượu nói chỉ là nếu có liệt diễm chi tâm ngươi giao nó cho ta ta sẽ tặng ngươi một kỹ năng từng vương vũ không để ý đến chủ quán rượu đáp một tiếng thực ra liệt diễm chi tâm ở ngay trong tay vương vũ nhưng nhìn vẻ mặt kia của chủ quán rượu thì liệt diễm chi tâm chắc chắn là một báu vật trân quý dù sao cũng là đồ của nephit rớt ra cấp bậc nhất định không hề thấp đồ vật quý giá như vậy mà mang đi đổi thành một cái kỹ năng sao vương vũ cũng không còn một tên nhóc ngây thơ như lúc mới bước vào trò chơi nữa rồi nếu có nhất định phải đưa cho ta đó chủ quán rượu nhìn Vương Vũ im lặng, còn cho rằng liệt diễm chi tâm không nằm trong tay Vương Vũ. Vì thế lại đi làm phiền những người khác. Đánh xong phụ bản, Minh Vương Giới và Toàn Chân Giáo kết thúc mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi. tổng thể mà nói thì lần hợp tác này cũng cực kỳ vui vẻ đi. Sau khi hàng huyên mất một hồi, nhóm người Minh Vương Giới muốn rời đi, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một cái thông báo, nhờ sự dẫn dắt người chơi năm sông bốn bể, chiến đội cửu châu đã mở thông con đường bị tắt ngàn năm qua dãy núi ê theo liên kết đại lục dũng giả và đại lục tây nguyên sự tích vẻ vang của bọn họ sẽ được ghi vào sự sách lâu dài nhìn thông báo của hệ thống danh kiếm đạo tuyết kinh ngạc nói thông cáo này là có ý gì xem không hiểu hay sao ký ngạo biểu môi chính là mở đường qua lại giữa quốc tế và trung quốc có cái gì đặc biệt hơn người cơ chứ chúng ta đệ nhất khai mở đường biển mới là tốt nhất. Vậy sau này người chơi quốc tế có thể tới Trung Quốc sao? Danh kiếm đạo tuyết lại hỏi. Lời này nói ra không phải rất vô nghĩa hay sao? Kỳ ngạo không nói gì, tuyết à, tình trạng của ngươi hôm nay có chút không thích hợp nha, có phải bị ngốc rồi không? Không, không có chuyện gì. Danh kiếm đạo tuyết hoảng hốt nói, vậy mọi người tiếp tục chơi vui vẻ nha, ta có chút việc cần thoát game vài ngày. Nói xong, danh kiếm đạo tuyết vội vội vàng vàng thoát game. Tên nhóc này có bệnh sao? Minh Đô nhíu mày, cứ như bị chó đuổi vậy. Vậy là ngươi không hiểu gì rồi. Xuân Tường tự cho là đúng nói, đạo tuyết là một thương nhân. Lúc này phải đi tìm hiểu giá hàng quốc tế chứ, ngươi cho rằng hắn giống như đám phế vật không có chí hướng chúng ta sao? Chương 1480, cô nương tìm nam nhân. Phụ bản ẩn đã đánh xong, phong ấn Nephit đã bị giải trừ, phân thân của quân chủ liệt diễm ở khu quạng thần viêm cũng biến mất. Không có phân thân của quân chủ liệt diễm, khu quạng thần viêm cuối cùng cũng trở thành vùng có tài nguyên trù phú rồi. Quạng viêm là quạng sắc giàu nguyên tố lửa, đắt hơn quạng sắc bình thường rất nhiều. Mà yêu nghiệt hoành hành cũng là một tay có tiền, thấy đám người vương vũ đi ra từ khu quạng thần viêm, liền vung tay ký giao kẹo với vô kỵ, rồi điều mấy nghìn thợ mỏ từ thành chủ đến đào quặng, còn toàn chân giáo thu 10% thuế. Tất nhiên, vô kỵ tin vào thế lực của tung hoành thiên hạ, bởi vì chưa nói đến liên minh huyết sắc đang đóng ở thành tá hạ, thì chỉ dựa vào thế lực của tung hoành thiên hạ, hội Hắc Long cũng không dám làm khó dễ. Cho nên có người của tung hoành thiên hạ ở thành Yamati, thì có thể thoải mái kiếm tiền. Mọi người của toàn chân giáo cũng yên tâm về thành dư huy. So với sự hoang vu hẻo lánh của thành Yamati, thì cuộc sống yên ổn ở thành Dư Huy dễ chịu hơn nhiều, người của toàn chân giáo đều có thu nhập cao lại cố định, nên mỗi ngày luyện tập bằng cách đi đánh phụ bản hay thỉnh thoảng đánh bốt giải sầu cũng được. Đúng là cuộc sống của thần tiên mà. Chỉ có điều, từ sau khi danh kiếm đạo tuyết lo gút thì đến giờ đã sắp xỉ nửa tháng rồi mà còn chưa xuất hiện nữa. Điều này khiến người toàn chân giáo rất là kinh ngạc, chỉ đi tìm hiểu thị trường thôi mà, sao lại đến mức nửa tháng không online vậy? Chẳng lẽ kinh tế châu U bị đóng băng? Thành Dư Huy, quán rượu Hán Tư. Lúc này, Vô Kỵ đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, bên cạnh hắn là đám người Xuân Tường. Buổi họp lần này, có ai nhận được thông báo mà không đến? Vô Kỵ ngoẹo đầu hỏi Xuân Tường. Tự nhìn đi. Nhìn cái tư thế ra dáng ông chủ của Vô Kỵ khiến Xuân Tường hết sức bất mãn. Chỉ vào đám người trên bàn nói, ngoại trừ lão ngưu đạo tuyết với hai cô nương ra thì tất cả mọi người đều đến rồi lão ngưu cháu trai của ta đi đâu làm gì rồi vô kỵ nhíu mày hỏi lo gút hầu bà xã rồi hành tung của vương vũ mọi người nắm rất rõ ngày nào hắn chả làm mỗi hai chuyện lo dinh chơi game rồi chơi à nhầm hầu vợ rất đều đặn đệt hắn vắng hợp nhiều lần lắm rồi đấy vô kỵ tức giận nói đúng vậy Người có ý kiến gì không mọi người khiêu khích hỏi cái đó vô kỳ vội lái sang chuyện khác ế sao lão mộng cũng không có mặt cô ấy bảo mỗi tháng sẽ có mấy ngày khó chịu gà con giơ tay nói xạo lờ vô kỳ chửi nàng ta tháng nào cũng khó chịu đến mấy mươi ngày à ngân hàng máu à mùi mùi tình tuyết đâu bao tam nói Lúc ta tới thì thấy nàng ta đang đi dạo với tay trái tử thần ở chợ. Đệt. Tay vô kỵ nắm thành quyền, ác độc nói, "Con mẹ nó, tay trái tử thần, hôm nào phải để Liên Minh huyết sắc đuổi cùng giết tận hắn mới được." Đồng ý. Nhất trí. Yes. Người của toàn chân giáo đều đồng loạt gật đầu với tâm trạng tràn ngập sự oán giận. Mắng xong vụ đi dạo, tâm trạng vô kỵ tốt hơn rất nhiều, tiếp tục hỏi gọi điện cho đạo tuyết hỏi xem có chuyện gì. Hắn nói có việc nhà. Còn cụ thể có chuyện gì thì không nói. Xuân Tường nói: "Hừ, thằng cháu trai này." Vô Kỳ biểu môi, ta còn tưởng hắn bình thường, thì ra cũng quái lạ không khác gì mấy người. Mọi người nổi giận, "Bọn ta quái lạ á, ngươi mới là người quái lạ nhất đấy, con chó già." Két. Trong lúc người của toàn chân giáo chửi rủa thì cửa quán rượu mở ra, một đám người lạ hoắt bước vào. Tên đi đầu là một thú nhân có màu da xám xịt, hắn nhìn một vòng người toàn chân giáo rồi đột nhiên hỏi bằng tiếng Trung, làm phiền rồi, mọi người có biết người của toàn chân giáo ở đâu không? Á! À, nghe thấy câu hỏi này. Toàn bộ người toàn chân giáo im bặt, trong lòng thì trở nên kích động. Mèo, lẽ nào toàn chân giáo đã nổi danh thiên hạ rồi ư? Đến mức bên châu U cũng biết đến. Từ giọng điệu của người đến không khó để biết đám người này là người ngoại quốc, dù không biết là mục đích gì, nhưng người toàn chân giáo vẫn phải cảnh giác, không thể cứ thể nhận luôn. Có nghe nói rồi, các ngươi tìm họ làm gì? Vô kỵ là người đứng đầu nên ra mặt, bình tĩnh mỉm cười hỏi. Chủ của bọn ta có việc làm ăn cần tìm họ. Thú nhân da xám nói. Nói rồi, thú nhân da xám đứng lùi ra một bên. Ông chủ người toàn chân giáo nghe vậy thì nhìn ra phía sau tên thú nhân ở đó có một cô nương với dáng người rất chuẩn cùng mái tóc đen đang ngồi ở cửa lạnh lùng nhìn mọi người cô nương kia nhìn thì có vẻ hờ hững thậm chí còn có chút thân thiết nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng khiến người ta khó lại gần tuy nhiên thấy đối phương là nữ nhân người toàn chân giáo lại không cảnh giác nữa làm ăn à ha ha vô kỵ vừa cười vừa nói Tất nhiên rồi, chúng ta chính là người của toàn chân giáo, không biết cô nương tìm bọn ta có chuyện gì. Cô nương chỉ lạnh nhạt nhìn vô kỵ, hỏi, ngươi là? Giáo chủ toàn chân giáo, vô kỵ, còn họ là đám đàn em vô dụng của ta. Vô kỵ vương tay tự giới thiệu mình. Vô dụng. Đàn em. Mấy từ này đúng là chọc tức người toàn chân giáo, nếu không phải do có người ngoài thì vô kỵ đã chết lâu rồi, cho nên chỉ có thể nhìn, tay nắm chặt, nghiến răng ken két xin chào giáo chủ vô kỵ nhưng cô nương kia không đứng dậy càng không có ý bắt tay với vô kỵ chỉ không lạnh không nhạt nói ta có một người quen cũ ở toàn chân giáo hy vọng ngươi có thể giao hắn ra đây sẽ có hậu tạ người quen cũ vô kỵ buồn bực nhìn quanh bốn phía nói mấy người ai quen nàng ta không biết mọi người đều lắc đầu tỏ ý nói ta mà quen một cô nương xinh đẹp như vậy còn ở đây chơi với đám chó độc thân à xin lỗi vô kỵ cười nói xem ra ở đây không có người quen cũ của ngài không biết người ngươi muốn tìm là nam hay nữ ta có thể hỏi thăm giúp ngươi xem sao nam cô nương lạnh lùng trả lời lời vừa nói ra người của toàn chân giáo đều chấn động nữ nhân xinh đẹp lại rất có khí thế tới toàn chân giáo tìm nam nhân tình tiết sao quen thuộc đến thế chứ vì vậy mọi người không cần nghĩ cũng biết là muốn tìm ai rồi xem ra các ngươi đã biết người ta muốn tìm là ai cô nương đó thấy người của toàn chân giáo có thái độ như vậy thì hiếp mắt chậm rãi nói giao hắn ra đây có hậu tạ cô nương ta khuyên cô nương hay là về đi xuân tường nghiêm giọng nói là một người từng trải ta có thể sáng suốt nói cho cô biết dưa xanh hái không ngọt hơn nữa hắn có vợ rồi ngươi cứ bám lấy thì cũng có được gì đâu đã kết hôn quả nhiên đúng là một cô nương tìm nam nhân nghe lời của xuân tường khiến sắc mặt vô cảm của cô nương đột nhiên tối đi nhịn chầm chầm xuân tường nói từ lúc nào gần một năm rồi xuân tường lau mồ hôi nói tốt cô nương híp mắt nói mau nói cho ta biết hắn ở đâu xuân tường vẫn nói hay không hiểu tiếng trung quốc à bắt ép bạo lực căm miệng Cô nương kia khoác tay, lẫm liệt nói, ta mặc kệ hắn ngọt hay không ngọt, ta cứ bắt ép đấy. Người rốt cuộc có nói hay không? Chương 1481, đối thủ mạnh. Toàn chân giáo làm gì có người nào tốt, đừng nhìn Xuân Tường có vẻ hiền lành, đó chỉ là đối với người của mình thôi, người ngoài không dễ hạ nhục hắn đâu. Thấy thái độ cô nương kia cứng rắn như thế, rượu cười xòa trên mặt xuân tường cũng biến mất mặt lạnh nói không nói được cô nương kia nhếch mép dễu cợt sau đó lạnh nhạt vỗ tay với thú nhân nói đánh đến khi chúng nói tuân mệnh mộng hi đại nhân thú nhân cung kính gọi cô nương là mộng hi rồi gật đầu chỉ vào người của toàn chân giáo hô giết này nhìn hành động của cô nương cùng thú nhân người của toàn chân giáo nhất thời vừa sợ vừa giận hoảng sợ là, người này quá là ngoan độc, nói giết người liền giết người, cảm giác như nghiền chết một con kiến bé nhỏ không đáng kể, mức độ không nói lý so với người của toàn chân giáo chỉ có hơn. Toàn chân giáo giết người còn phải tìm lý do thuyết phục. Giận là, đám người trước mắt kia lại coi toàn chân giáo như con kiến hôi. Toàn chân giáo tung hoành trong trò chơi này nhiều năm như vậy, tài tiếng gì không có, mà đám người kia lại dám không để bọn họ vào mắt như thế, huống chi bây giờ còn là ở trên thành dư huy, địa bàn của toàn chân giáo. Ken Người của toàn chân giáo không nói hai lời liền rút vũ khí đứng dậy. Xuân Tường đã đứng dưới khiên của Doãn Lão Nhị Dơ Pháp Trượng, bắt đầu niệm kết giới hắc ám. Lực hấp dẫn. Thú nhân lại mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng dơ lên, bàn ghế xung quanh đồng loạt lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó lại vung tay lên, nhất thời, tất cả bàn ghế giữa không trung từ bốn phương tám hướng xông về phía xuân tường. Vù vù bịch bịch. Một hồi âm thanh náo loạn vang lên, xuân tường trực tiếp bị bàn ghế đánh lật trên mặt đất. Mọi người đều biết, bàn ghế trong quán rượu đều qua kiểm chứng chất lượng. Nổi danh đụng vào là rắc rối, mà lúc này nhiều bàn ghế rơi vào người xuân tường như vậy, hậu quả không cần nói cũng biết. Ông chủ khách sạn đến bên cạnh Xuân Tường, kéo vạt áo Xuân Tường, nói, Xuân Tường đại nhân, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ. Kết giới hắc ám là một pháp thuật triển khai tương đối chậm, đầu tiên, Xuân Tường ngã nhào trên đất, sau lại bị ông chủ khách sạn gây vướng víu, kỹ năng thành ra không dùng được. Người của toàn chân giáo ở phía sau thấy Xuân Tường đã bị người đánh bại trong một hiệp liền trận trong mắt. Xuân Tường mặc dù không biến thái như Vương Vũ, nhưng cũng là người có sức chiến đấu đứng đầu toàn chân giáo, là một tay khống chế mà toàn chân giáo có thể dựa vào thực lực vẫn đủ để đánh một trận với cao thủ, lúc này lại bị một tên thú nhân xấu xí đánh bại chỉ bằng một chiêu, cái này. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đúng lúc này, vô kỵ kinh hải kêu lên, thuật sĩ lực hấp dẫn. Ngươi là đá trắng. Ồ! Thú nhân hơi sững sờ, cười nói, không ngờ ở đại lục dũng giả cũng có người biết ta. Đá trắng. Thấy thú nhân không phủ nhận, không chỉ vô kỵ, Vẻ mặt những người khác của toàn chân giáo đều trở nên nghiêm túc. Đá Trắng trong game trực tuyến là một nhân vật lớn, vốn có danh xưng trong nghề ma thuật sư của giới thể thao điện tử, thực lực số 1 ở châu Âu, là đại cao thủ cùng cấp có thể so với cao thủ Ngũ Hồ Tứ Hải. Trọng Sinh là trò chơi điện tử mô phỏng toàn diện, lối chơi đã thay đổi đáng kể từ thao tác bàn phím và chuột sang tự thể nghiệm, rất nhiều cao thủ trước kia đều bị phai mờ. Nhưng mà thực lực Đá Trắng không những không giảm xuống, ngược lại mạnh hơn so với ngày xưa đồng thời còn chuyển chức sang thuật sĩ lực hấp dẫn một tay thuật sĩ lực hấp dẫn xuất thần nhập hóa vô cùng nổi danh ở châu âu những người khác của toàn chân có thể nhận ra đá trắng ở thời đại game bàn phím con chuột nhưng vô kỵ chơi bản nước ngoài lẫn trong nước nên tất nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đá trắng hơn người khác không ngờ mộng hi cô nương lại có bản lĩnh khiến cho đá trắng bán mạng cho mình xem ra lần này là gặp phải kẻ khó chơi rồi tất nhiên người toàn chân giáo cũng không phải là vô dụng. Thấy vấn đề mấu chốt khó giải quyết, mọi người cùng lên tinh thần. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, mắng chửi người trước, có cao thủ đá trắng ở đây, mọi người đương nhiên sẽ không để ý những người khác. Vô kỵ hạ lệnh, giết đá trắng trước. Hàng trước kiềm chế. Theo lời vô kỵ ra lệnh, doãn lão nhị dơ khiên, vọt tới trước mặt đá trắng, sau đó trào phúng với đá trắng. Đá trắng không chút hoang mang, tay trái hơi nắm ra phía sau, đưa đồng bọn là chiến sĩ đang bảo vệ mình ra phía trước. Trào phúng của Doãn lão nhị cứ vậy mà đánh trúng tên chiến sĩ. Đu an. Chiến sĩ thấy chỗ đá trắng bị Doãn lão nhị dùng khiên đập ngất, mà Doãn lão nhị lại nở một nụ cười. Nhìn nụ cười trên mặt Doãn lão nhị, đá trắng hơi ngẩn ra, cùng lúc đó một tiếng sấm nổ vang lên, bạo lôi màu vàng lao về phía đá trắng. Tốc độ thi pháp của đá trắng có nhanh hơn nữa nhưng cũng là một chức nghiệp pháp hệ, lúc này đá trắng mới dùng xong pháp thuật, đang trong thời gian cứng ngắc, không kịp tránh né bạo lôi. Lúc mọi người cho rằng đá trắng sẽ bị sét đánh chết, trên đỉnh đầu đá trắng cùng Doãn Lão Nhị lại đồng thời xuất hiện một vòng tròn màu vàng. Bạo lôi của Minh Đô nện vào vòng trên đầu đá trắng, sau đó lại xuyên qua vòng tròn trên đỉnh đầu Doãn Lão Nhị. Oanh! Bạo lôi vòng qua khiên của Doãn Lão Nhị, đập vào đầu Doãn Lão Nhị. Khiên là vũ khí, phòng ngự không giống với áo giáp, không có công kích ngăn trở. Sẽ không có hiệu quả phòng ngự. 124.471 trị số sát thương hiện lên trên đầu Doãn Lão Nhị, Doãn Lão Nhị bị đánh thành da máu. Đá trắng tìm được đường sống trong chỗ chết, lui về phía sau mấy bước, sau lưng có bóng dáng một pháp sư hồng y mà pháp không gian. Người của toàn chân giáo thấy một màn như vậy, trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Không ngờ tới đối thủ còn ẩn giấu một cao thủ pháp hệ, pháp sư không gian. Nhìn trị số sát thương trên đầu Doãn lão nhị đã trắng cả kinh. Cái quái gì vậy, pháp sư này gây sát thương quá kinh khủng. Phải biết rằng Doãn lão nhị có kỹ năng bổ sung máu và phòng thủ bị động. Lượng máu còn 30% sẽ lập tức triển khai, bây giờ Doãn lão nhị đang trong trạng thái khai hỏa toàn bộ, còn bị đánh thành da máu, sát thương của ma pháp minh đô quá khủng khiếp khi hai bên đang cảm thấy kinh ngạc, chiến sĩ vừa bị Doãn Lão Nhị gây choáng tỉnh lại, chiến sĩ lăn đến bên cạnh Doãn Lão Nhị, sau đó rút một thanh kiếm từ sau lưng đâm về phía Doãn Lão Nhị. Chương 1482, Thủ đoạn ngây thơ Thực lực của chiến sĩ thú nhân cũng không hề kém, hành vi lăn mình không những nhanh gọn nhẹ còn rất kín kẻ, lại mượn thân thể doãn lão nhị chặn tầm nhìn của toàn chân giáo ở phía sau. Cũng may có xuân tường bên cạnh doãn lão nhị nhanh mắt, nhắc nhở, lão nhị, chú ý bên trái. Lúc này doãn lão nhị đã bị minh đô bổ xét đến muôn người, nghe được tiếng la của xuân tường, theo bản năng quay đầu, giơ khiên lên. Ken Chiến sĩ thú nhân đâm dao vào khiên của doãn lão nhị, đẩy doãn lão nhị lui lại hai bước, cùng lúc đó, một mũi tên đâm vào đầu doãn lão nhị khiến hắn lập tức biến mất đá trắng dùng pháp thuật lực hấp dẫn có thể dễ dàng cắt đứt mục tiêu hơn nữa tốc độ thi pháp cực nhanh khắc chế xuân tường rất mạnh trước là có pháp sư không gian ở đây nên minh đô cũng không dám dùng pháp thuật giờ không còn doãn lão nhị toàn chân giáo như mất đi lớp bình phong cuối cùng lão nhị xông lên ký ngạo yểm hộ vô kỵ chụp cho bao tam một chiêu vô địch sau đó hạ lệnh theo mệnh lệnh vô kỵ hai bóng người tung người bay lên ký ngạo và bao tam theo nhau vọt lên phía trước ký ngạo dùng thuấn ảnh liên hoàn cước liên tục đạp đến chỗ đá trắng pháp sư ở phía sau đá trắng không chút hoang mang pháp trường vẽ một vòng tròn đúng lúc này trước mặt ký ngạo đột nhiên xuất hiện cổng truyền tống màu vàng ao ui ký ngạo kêu thảm một tiếng đá vào cửa cùng lúc đó phía sau minh đô cũng xuất hiện cổng truyền tống minh đô còn đang ngẩng đầu tìm cổng truyền tống còn lại ai ngờ cổng truyền tống lại xuất hiện ở phía sau mình kết quả không kịp đề phòng bị thuấn ảnh liên hoàn cước của ký ngạo đá vào giữa lưng. Bùng! Minh Đô bị ký ngạo đá thành chùm ánh sáng trắng. Ký ngạo thấy mình thoáng cái đã quay về đội ngũ, vẻ mặt khó hiểu, hỏi vô kỵ bên cạnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Đá trắng đã chết rồi sao? Minh Đô đâu? Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của ký ngạo. Vô kỵ bất đắc dĩ nói, vừa rồi ngươi bị người ta truyền tống về, một cước đạp chết Minh Đô rồi. Móa. Ký ngạo buồn bực. Mà lúc này, bao tam thừa dịp pháp sư và đá trắng đang chú ý tới ký ngạo, bỏ qua thú nhân cản đường, cứng rắn đẩy lùi công kích của cung thủ lao tới chỗ cách hai người không xa. Bóng người bao tam lóe lên, mở ra tam đoạn trảm, trong nháy mắt di động tới trước mặt đá trắng, nâng tay ra kiếm. Đá trắng vươn tay kéo một cái bàn, chắn trước người. Rầm rầm cái bàn bị một chiêu của Bao Tam chém nát, ông chủ quán rượu lập tức xuất hiện phía sau Bao Tam, chặn ngang tam đoạn cảm của hắn. Pháp trưởng của pháp sư không gian nhắm thẳng Bao Tam vẽ một vòng tròn trong hư không. Không gian xung quanh Bao Tam lập tức trở nên méo mó, một cổng truyền tống xuất hiện ở trước mặt Bao Tam, kéo nửa người hắn vào, ngay sau đó pháp sư chấp hai tay, cổng truyền tống đóng cửa, Bao Tam bị cắt thành hai nửa, hóa thành ánh sáng biến mất trước mặt mọi người. Quá ảo nhìn ma pháp không gian biến thái như vậy, mặt xuân tường và vô kỵ trắng bệt, nghề nghiệp anh hùng mọi người thấy nhiều rồi, tuy mạnh hơn so với nghề nghiệp bình thường, nhưng ai mạnh ai yếu vẫn phải xem thao tác. Pháp sư không gian này là nghề duy nhất không cần nhìn thao tác. Nhưng nhìn thuộc tính nghề nghiệp rõ ràng là mạnh hơn các nghề nghiệp anh hùng khác không biết bao nhiêu lần. Vô kỵ, chúng ta vẫn đi qua chịu chết sao? Khi mọi người đang kinh ngạc về thực lực của đối thủ, kênh cha của toàn chân giáo truyền đến tin nhắn của mấy người Minh Đô. Chỉ qua mấy hiệp, quân số toàn chân giáo giảm gần một nửa, đối diện với người chơi có thực lực cao, vượt qua khỏi tưởng tượng của người toàn chân giáo, đấu với đối thủ như vậy, mọi người có sống lại để đánh trả cũng chỉ là dân đầu người cho người ta đánh thôi. Tất nhiên, mọi người rất có nghĩa khí. Lúc này lo gút hay tiếp tục chịu chết, thì phải hỏi ý kiến người đứng đầu một chút. Không cần. Vô kỳ trả lời, mọi người lo gút đi đối thủ lần này không phải người chúng ta có thể địch nổi nhận được lệnh vô kỵ mấy người minh đô cũng không lề mề lập tức đăng xuất dù sao đánh được thì đánh không đánh được thì bỏ chạy vốn vẫn là phong cách của toàn chân giáo thế nào thấy mấy người toàn chân giáo bị tay chân của mình đánh chật vật cô nương mộng hi kia không hề ngạc nhiên mà tiếp tục lạnh nhạt hỏi xuân tường hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết chưa xuân tường nhìn mộng hi nói, muốn giết thì giết nhanh lên, ông đây lo quốc đi ngủ đây, không rảnh quậy với ngươi. Thấy Xuân Tường cứng đầu như vậy, Mộng Hy nhíu mày, nói, ta chỉ muốn biết hắn ở đâu, các ngươi đừng ép ta, dép. Yep. Nói đến đây, Mộng Hy gọi Pháp Sư Không gian kia. Pháp Sư Không gian gật đầu, tay vẽ một vòng tròn, một cổng truyền tống xuất hiện ở trên đầu Xuân Tường. Chậm đã. Thấy Xuân Tường sắp bị như bao tam, vô kỳ đột nhiên lên lên tiếng, nếu ngươi giết bọn ta thì càng không biết người ngươi muốn tìm ở đâu không sao mộng hy nói thành dư huy rất lớn ta không tin tất cả mọi người đều giống các ngươi nếu người khác cũng không nói vô kỵ hỏi vậy đánh đến khi bọn họ nói mộng hy lạnh nhạt đáp được không nhìn ra cô nương này lại có lòng dạ độc ác độc như vậy đã quyết định tàn sát toàn bộ dân trong thành rốt cuộc trước đây Vương Vũ đã làm chuyện gì mà ép một cô nương như hoa như ngọc thành như vậy. Xem ra, bọn ta không thể đồng ý rồi, nhưng bọn ta cũng không muốn chết. Vô kỵ vuốt cầm nói, ta lại có một cách, để có thể giảng hòa. Nói xem cách gì. Mộng Hy trừng mắt nhìn vô kỵ. Vô kỵ cười hít mắt nói, ngươi chết. Vô kỵ còn chưa nói xong, mặt đất phía sau Mộng Hy bỗng nhiên tơi xốp bắc minh hữu ngư từ dưới đất nhảy ra phất tay đâm kiếm vào lưng mộng hy nhưng không đợi bắc minh hữu ngư đâm trúng mộng hy hai tay đá trắng đã nhấc lên bắc minh hữu ngư lơ lửng giữa trời dù có cố gắng khu tay múa chân thế nào cũng không ám sát được mộng hy cùng lúc đó bên cạnh mộng hy có một cánh tay to con duỗi ra túm lấy gáy bắc minh hữu ngư nắm bắc minh hữu ngư ở trong tay sau đó ném mạnh trên đất huynh Bắc Minh Hữu Ngư ngã thành hố to trên đất, tên to con đạp một cước tới đạp bắt minh hữu ngư hóa thành ánh sáng trắng ha ha mộng hy híp mắt nói giáo chủ vô kỵ đây là cách của ngươi sao hy vọng ngươi đừng tiếp tục chọn cách ngây thơ như vậy thủ hạ của ta so với đám tạp nham các ngươi rất khác nhau các ngươi không thể ứng phó được đâu nói xong mộng hy nhìn phía sau vô kỵ vô kỵ thấy thế liền vội vàng xoay người bầu không khí phía sau hắn chợt biến hóa một tên thú nhân đã xuất hiện ngay sau mình. Nhìn thấy thích khách thú nhân, vô kỳ quá sợ hãi. Mẹ nó, thảo nào thuộc động thổ của Bắc Minh Hữu Ngư dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, thì ra sớm đã có thích khách trốn ở phía sau toàn chân giáo, động tác nhỏ của Bắc Minh Hữu Ngư hoàn toàn không tránh được ánh mắt của đối phương. Chương 1483, không có anh hùng tiểu tốt thành danh ha ha ha. Nhìn thấy thích khách phía sau, vô kỵ cười ha ha nói, cô nương quả nhiên lợi hại. Tại hạ phục rồi. Vậy rốt cuộc các ngươi có nói hay không? Mặt mộng hy vẫn không chút thay đổi, nhìn chầm chầm vô kỵ hỏi. Chuyện này sao, có thể cho mấy người chúng ta thương lượng một chút không? Vô kỵ đề nghị. Có thể. Mộng hy gật đầu, vương tay, các ngươi cứ việc thương lượng, ta có thể đợi. Đa tạ. Vô kỵ ông quyền với Mộng Hy, sau đó ngoắt ngoắt tay với Xuân Tường và Ký Ngạo. Hai người hiểu ý, vội vàng chạy tới trước mặt Vô Kỵ. Lão cho Vô Kỵ. Ngươi thật sự muốn bán chú ngưu sao? Ký Ngạo sốt ruột trống, bình thường thì bán là bán, nhưng lần này thì không thể được. Đúng vậy, tính chất của lần này không giống. Xuân Tường cũng gật đầu. Chơi trò chơi thôi, đương nhiên là chơi sao cho vui vẻ. Ngày thường mọi người công kích bán đứng lẫn nhau, bị gài bẫy vài lần cũng không sao cả, dù sao trò chơi trên mạng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lần này không chỉ đơn giản là chết như vậy, còn quan hệ tới cuộc sống ngoài đời, làm sao có thể vì cuộc sống qua ngày của bản thân mà không quan tâm tới sống chết của anh em. Nếu bán Vương Vũ đi, thì về sau chỉ sợ anh em cũng không nhìn mặt được. Bán mẹ các ngươi ấy? Ai nói ta muốn thương lượng việc bán lão Ngưu hay không? ta là muốn thương lượng xem chạy như thế nào. Vô kỵ giận dữ nói, thừa dịp hiện tại, chúng ta nhanh chóng chạy thôi. Nghe thấy vô kỵ nói vậy, hai người xuân tường đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh ngạc nhìn vô kỵ một cái. Chỉ thấy hai mắt vô kỵ nhìn chăm chăm bọn họ, giống như là bị định thân. Thấy bộ dạng này của vô kỵ, hai người lập tức hiểu ý, vội vàng lôi bản điều khiển ra chọn đăng xuất khỏi trò chơi. Thời gian người chơi thoát chiến chỉ có 20 giây. Nếu Mộng Hy đồng ý cho ba người thương lượng thì không thể nào chỉ cho có 20 giây thôi. Đương nhiên, có online hay không thì vẫn rất dễ phân biệt. Tay chân của Mộng Hy đều là đại cao thủ đứng đầu, trong khoảng thời gian ngắn nếu không tập trung thì không phát hiện ra khác thường, nhưng một lúc sau, đương nhiên cũng phát hiện ra điểm không đúng. Theo thời gian từng giây trôi qua, nhìn đường vân ba người vô kỵ đứng đó, đã trắng nhíu mày nói với Mộng Hy, bọn họ dường như đang đăng xuất. Mộng Hy nghe vậy kinh ngạc, vội vàng nói với vô kỵ, này các ngươi thương lượng sao rồi. Ba người trầm mặt không đáp. Thân hình dần dần trong suốt, sau đó biến mất trước mặt bao người. Vô liêm sĩ. Mộng Hy thấy vậy, lúc này mới hiểu bản thân bị lừa, không khỏi tức giận nói, hư. Thật sự là một đám người vô năng đê tiện, vậy mà lại chạy trốn. Không. Lúc này, Pháp Sư không gian dép ở bên cạnh nói, là cao thủ. Cao thủ không nhìn ra bọn họ bị các ngươi đánh thành như vậy mà còn gọi là cao thủ sao mộng hy khinh thường nói có thể trốn là cao thủ dép chắc chắn nói đúng vậy đá trắng cũng xen vào đám người kia tuy nhìn qua chỉ giống như một đám ô hợp nhưng tiếng lui tự nhiên phối hợp hoàn mỹ hơn nửa người nào cũng có thực lực phi phàm pháp sư kia có nhìn thấy không hắn là người có sát thương ma pháp cao nhất trong những người ta từng thấy lợi hại vậy sao? Mộng Hy kinh ngạc nói, vậy nếu so với các ngươi thì sao? Không xứng. Dép trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Đá trắng giải thích nói, tuy những người này có thực lực cao cường, nhưng đối với những game thủ chuyên nghiệp mà nói, cũng chỉ là hạng soàn thôi. Nếu ở Trung Quốc, có thể chiến một trận với chiến đội thánh đường chúng ta, chỉ có chiến đội cửu châu mà thôi. Nói tới đây, trên mặt đá trắng lộ ra vẻ đặc biệt tự tin lợi hại mộng hy dựng thẳng ngón tay cái với đám người đá trắng lại hỏi tiếp vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì đá trắng nói người toàn chân giáo đã bị kinh sợ trong nhất thời chắc chắn sẽ không đăng nhập nhưng mà thành dư huy nhiều người như vậy sẽ có người biết ý của ngươi là hỏi dép ở bên cạnh thay đá trắng nói rõ đáp án mộng hy không thể tưởng tượng được Tư duy của đám người kia cũng đơn giản và thô bạo như vậy, nhưng loại chuyện này nói thì dễ mà làm lại khó. Ngoài miệng Mộng Hy nói là tàn sát hàng loạt dân trong thành, kỳ thật cũng chỉ là nói mà thôi. Toàn chân giáo có bao nhiêu không phải mọi người không biết, nếu toàn chân giáo là một công hội lớn thì còn dễ nói. Dù sao công hội lớn thì cũng dễ thu hút sự chú ý, người nào cao thủ người nào nổi danh mọi người đều biết. Còn đoàn thể nhỏ như toàn chân giáo, có ai lại đặc biệt tìm hiểu chứ? thành dư huy có tới mấy trăm ngàn người đã sắp vượt qua số người của một huyện nhỏ rồi nếu thật sự đi hỏi từng người thì không biết phải hỏi tới khi nào chuyện này không đáng tin đâu hỏi đến bao giờ mới xong mộng hy lắc đầu không 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 đá trắng vung tay nói ngài hiểu lầm rồi ý của ta là tuyên bố một nhiệm vụ treo thưởng để cho người nào biết người ngài muốn tìm tự tới sau đó ngài lại hỏi thì ra là thế Mộng Hy hiểu rõ nói, tuyên bố nhiệm vụ thì đi đâu? Phủ Thành Chủ. Đá Trắng nói. Được. Việc này dép đi làm. Mộng Hy gật đầu. Phủ Thành Chủ thì thôi đi. Dép nhận được lệnh của Mộng Hy, vừa muốn rời khỏi thì đúng lúc này, từ một góc sáng sủa truyền tới một giọng nói. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở một góc của quán rượu, có một chiến sĩ khiên thuẫn đang ngồi. Bộ dạng chiến sĩ kia rất bình thường, trang bị cũng tạm. Nhưng toàn thân lại lộ ra một luồng khí chất đáng đánh đòn. Cái này mọi người đều có thể hiểu được, chiến sĩ khiên thuẫn mà, chính là cần cái dáng vẻ này. Nhưng mà Mộng Hy nhìn thấy bộ dạng kia của chiến sĩ khiên thuẫn, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhíu mày nói, ngươi đã ở nơi này bao lâu? Xin lỗi. Trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các ngươi, nghe thấy Mộng Hy hỏi mình, chiến sĩ cật nhã tiếng lại, từ lúc các ngươi vào cửa ta vẫn luôn ở đây, không thể ngờ các vị lại mạnh như vậy, có thể dễ dàng tiêu diệt toàn chân giáo, bội phục, bội phục. Đối với lời khen của chiến sĩ, Mộng Hy không để ý tới, mà lạnh mặt hỏi, ngươi là ai? Ta tên là Gấu ơi chờ tớ, ngươi gọi ta là Đại Hùng cũng được. Chiến sĩ vội vàng trả lời. Nói xong vẫn không quên định hót vài câu, ngài chính là đội trưởng nhỉ, toàn chân giáo kia làm hại thành dư huy không phải ngày một ngày hai người thành dư huy chúng ta không có cách nào với bọn họ các vị lại tùy tiện đánh cho đám biến chất này chết chạy khắp nơi thật khiến lão hùng ta đây mở rộng tầm mắt nếu không chê chúng ta thêm được rồi gấu ơi chờ tớ vừa muốn sấn tới thêm bạn tốt mộng hy đã mất kiên nhẫn vung tay nói ngươi vừa mới nói tới phủ thành chủ thì thôi đi là có ý gì ngài không biết rồi gấu ơi chờ tớ nói thành chủ thành dư huy chúng ta chính là người toàn chân giáo các ngươi tới phủ thành chủ tuyên bố nhiệm vụ cũng vô ích thôi ồ mộng hi nghe vậy có chút ngoài ý muốn hỏi thành chủ của các ngươi lại là mấy tên khốn nạn như vậy không có cách nào đại hùng thở dài nói khi không có anh hùng thì tiểu tốt thành danh thôi nếu các ngươi tới đây sớm mấy tháng thì thành chủ là ai còn chưa nói trước được đúng rồi các ngươi muốn tìm ai trong toàn chân giáo Danh kiếm đạo tuyết, ngươi có biết người này không? Mộng Hi hỏi. Danh kiếm đạo tuyết sao? Biết. Gấu ơi chờ tớ gật gật đầu. Chương 1484, cơ hội. A. À. Mộng Hi nghe vậy nhíu mày hỏi, thật sao? Đương nhiên. Gấu ơi chờ tớ nói, toàn chân giáo ở thành dư huy tiếng xấu đồng xa cái người có tên danh kiếm đạo tuyết là một doanh nhân, hắn chắc chắn đã lừa người rất nhiều tiền, bản thân ta vô cùng chán ghét loại người như thế. Bớt lại nhảy đi. Mộng Hy không nhịn được nói, nói cho ta biết, bây giờ hắn đang ở đâu. Chuyện này sao? Gấu ơi chờ tớ thao thao bất tuyệt từ đầu tới giờ, nghe thấy câu hỏi này lập tức dừng lại, khẽ nói, này. Ta thật sự không thể nói cho các ngươi biết. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Mộng Hy nhìn chầm chầm gấu ơi chờ tớ. Không, đương nhiên không phải. Gấu ơi chờ tớ vội nói, các vị ngay cả toàn chân giáo cũng dám giết, đương nhiên không thể nào lại không dám giết ta. Nhưng nếu ta nói cho các vị biết, thì người toàn chân giáo cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ý của ngươi là chúng ta không bằng toàn chân giáo. Mộng Hy hỏi ngược lại. Cũng không phải ý này. Đại Hùng giải thích nói, các vị có mạnh tới đâu thì cũng là người xứ khác, tối đa giết ta được vài lần. Còn toàn chân giáo lại là người địa phương, hơn nữa một người trong số bọn họ còn lại thành chủ. Nếu ta đắc tội bọn họ, thì thành dư huy này không chứa chấp ta được nữa. Ta tình nguyện chết vài lần chứ không muốn nghĩ chơi trò chơi. Rất có lý. Mộng Hy gật đầu nói, vậy thì sao ngươi mới đồng ý nói? Đại Hùng suy nghĩ một lát nói, toàn chân giáo kia ở thành dư huy lấy thúng úp voi các ngươi còn chưa quen cuộc sống ở nơi đây cho dù ta cho ngươi biết danh kiếm đạo tuyết ở nơi nào các ngươi cũng không thể bắt được hắn kiếm chỉ thương khung chúng ta ở thành dư huy vẫn có chút thế lực ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác nếu ngài thấy được thì ta sẽ thông báo cho ông chủ chúng ta rồi chúng ta bàn chuyện hợp tác hợp tác mộng hi nghe vậy ngẩn ra sau đó hỏi mấy người bên cạnh các ngươi thấy sao hợp tác dép gật đầu đá trắng nhìn thoáng qua đại hùng nói người này nói cũng không sai giết người đối với chúng ta mà nói rất đơn giản nhưng truy giết một người trong thành thị lớn như vậy thì có chút khó chúng ta có thể hợp tác quả thực giết người cần thực lực đuổi giết cũng phải cần người huống chi đám người toàn chân giáo kia xảo trá thế nào mọi người cũng không phải chưa từng trải nghiệm ngay như vừa rồi đám người đá trắng đã cản người toàn chân giáo trong quán rượu mà vẫn để bọn họ chạy mất ba người càng đừng nói tới việc truy sát toàn thành toàn chân giáo lại là thổ dân bản địa người từ bên ngoài tới chưa quen thuộc nơi đây nếu cứng đầu đuổi giết chỉ sợ ngay cả bóng dáng toàn chân giáo cũng không sợ tới được ừ thấy đá trắng và dép đều đồng ý hợp tác mộng hy gật đầu nói có thể hợp tác vậy thì quá tốt rồi gấu ơi chờ tớ mừng rỡ nói ở đây nhiều người các vị có thể đi cùng ta tới công hội kiếm chỉ thương khung một chuyến hay không ngươi không phải là cùng một bọn với toàn chân giáo đó chứ mộng hi nheo mắt cẩn thận hỏi sau đó lại nói cho dù là cùng một bọn cũng không sao cả cái loại trình độ như toàn chân giáo cũng có thể làm thành chủ của các ngươi chúng ta có thể giết toàn chân giáo giống như giết gà bắt chó thì giết các ngươi lại càng dễ như trở bàn tay đó là đương nhiên đó là đương nhiên Gấu ơi chờ tớ liên tục lau mồ hôi nói, mọi người chờ chút, ta đi thông báo với hội trưởng của chúng ta. Dứt lời, Gấu ơi chờ tớ gửi một tin nhắn cho đội trưởng đừng nổ súng, lão đại, ngài đoán xem vừa nãy ta thấy chuyện gì. Nhìn thấy con gái tắm rửa. Đội trưởng đừng nổ súng lập tức trả lời, trong lời nói mang theo sự đáng khinh. Còn kích thích hơn gấp trăm lần việc ấy. Gấu ơi chờ tớ kích động nói. Ô ngươi tiến vào nhà tắm con nhà người ta rồi cũng không biết gấu ơi chờ tớ ở trong mắt đội trưởng đừng nổ súng bình thường là dạng người gì mà khi nói chuyện với hắn ba câu của đội trưởng đừng nổ súng đều không rời chuyện con gái gái tắm mẹ gì chứ gấu ơi chờ tớ nói người toàn chân giáo bị người khác tàn sát rồi tàn sát đội trưởng đừng nổ súng bình tĩnh nói ta tưởng là chuyện gì kích thích chứ trong trò chơi ngày nào chả có người chết nhưng vừa nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi nói ai bị tàn sát hả? Toàn chân giáo. Gấu ơi chờ tới chắc chắc nói. Toàn chân giáo. Nghe thấy ba chữ kia, đội trưởng đừng nổ súng phải sửng sốt tới ba bốn giây, mới trả lời lại, mẹ nó. Đối phương kéo mấy đội tới đây. Giết mấy người bọn họ. Sao lại không thấy động tĩnh gì? Chật chật chật. Không thể không nói, ở thành dư huy đã lâu, đội trưởng đừng nổ súng cũng có rất nhiều bóng ma đối với toàn chân giáo. Nghe nói người toàn chân giáo bị giết, theo bản năng phản ứng lại, chắc chắn đối phương có không ít người, nếu không, muốn giết đám khốn nạn kia ở thành dư huy còn khó hơn cả vượt cấp đánh bốt một mình. Nghe động tĩnh gì chứ? Gấu ơi chờ tớ nói, người ta có bảy người tới thôi, toàn chân giáo ngoại trừ lão cẩu vô kỵ, lão tạc xuân tường cùng với thằng nhóc con kia chơi chiêu mà lo gút thì những người khác đều bị giết. Hả? Bên kia chết mấy người? Đội trưởng đừng nổ súng kinh ngạc hỏi. Chết? Người ta hoàn toàn nghiền ép đám kia luôn. Đại Hùng nói, còn chả đánh ai bị thương luôn ấy. Á à đù. Người không nhìn lầm chứ. Nghe gấu ơi chờ tớ nói như vậy, đội trưởng đừng nổ súng hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, kiếm chỉ thương không đưa nhiều người bao vây toàn chân giáo như vậy mà còn bị đánh tới tan đàn xẻ nghé, mà người ta chỉ có bảy người lại diệt cả đoàn toàn chân giáo, thậm chí còn không mất cộng lông sợi tóc nào. Đội trưởng đừng nổ súng cũng có chút hoài nghi gấu ơi chờ tớ xuất hiện ảo giác. Không có. Gấu ơi chờ tớ nói, những người này vẫn còn ở quán rượu đây, ta đã cản bọn họ lại. Đám người này có thể đối phó với đám toàn chân giáo khốn nạn kia, có bọn họ hỗ trợ, chuyện ngài làm thành chủ không phải chuyện dễ dàng sao. Chuyện này vừa nghe tới việc đối phó toàn chân giáo đội trưởng đừng nổ súng lại rối rắm dù sao thực lực của toàn chân giáo đội trưởng đừng nổ súng đã được chứng kiến tận mắt bóng ma mà vương vũ tạo ra trong lòng đội trưởng đừng nổ súng đến giờ vẫn chưa phai nhạt chỉ cần có toàn chân giáo ở đây đội trưởng đừng nổ súng vẫn luôn cảm thấy sự uy hiếp giờ đột nhiên lại nói muốn đối phó với toàn chân giáo đương nhiên đội trưởng đừng nổ súng cũng cảm thấy mơ hồ rối rắm một lát đội trưởng đừng nổ súng nói thành chủ ta cũng thích nhưng toàn chân giáo không dễ đối phó như vậy đâu ta biết đại hùng nói không phải ta đã gặp được người có thể áp chế toàn chân giáo sao nếu không ta cũng không đề cập tới việc này người ta đồng ý hợp tác với chúng ta đó nhưng là nhắc tới toàn chân giáo đội trưởng đừng nổ súng vẫn cảm thấy có chút không yên tâm gấu ơi chờ tớ vội la lên lão đại ngài hãy nghe ta nói người có thể áp chế toàn chân giáo không nhiều qua thôn này sẽ không còn nhà nào đâu ngài nên nắm bắt cơ hội tục ngữ có câu thời cơ tới không biết tận dụng thì sẽ không còn nữa ban đầu trong lòng đội trưởng đừng nổ súng còn do dự có nên hay không nhưng câu nói đó của đại hùng trực tiếp đâm vào nỗi uy hiếp của đội trưởng đừng nổ súng chướng ngại phía trước kiếm chỉ thương khung không chỉ có mỗi toàn chân giáo còn có liên minh huyết sắc lúc này chính là cơ hội tốt ngàn năm có một nếu nắm bắt được thì sẽ trở thành người đứng đầu một thành có thể tranh giành thiên hạ. Nếu không nắm bắt được, có hai tòa núi lớn là toàn chân giáo và liên minh huyết sắc thì không biết tới khi nào hắn mới xoay người được. Chương 1485, Chiến đội Thánh Đường Đội trưởng đừng nổ súng sợ toàn chân giáo sao? Sợ. Đó là đương nhiên. Dù sao kiếm chỉ thương khung cũng là công hội duy nhất từng khiêu khích toàn chân giáo tại thành Dư Huy, lúc đó không những bị Vương Vũ dùng vũ lực trấn áp, còn bị vô kỵ hố một khoản lớn. Nói đội trưởng đừng nổ súng không sợ toàn chân giáo, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Nhưng mà so sánh với toàn chân giáo, đội trưởng đừng nổ súng càng sợ công hội mình cực nhọc dùng nhiều tiền kinh doanh lại không có ngày nổi danh. Mọi người vào trong trò chơi là để làm gì? thật sự là vì một đoàn đội huynh đệ đoàn kết không bị bắt nạt sỉ nhục đừng ảo tưởng nữa đó chỉ là ý nghĩ của người chơi bình thường thôi nói về độ đoàn kết công hội quy mô càng lớn người chơi càng không coi trọng việc này ngược lại đoàn thể nhỏ thì lại bảo bọc nhau vô cùng đoàn kết mọi người chơi công hội chính là vì tranh bá thiên hạ đây mới là chí hướng của đội trưởng đừng nổ súng chưa có người nào sinh ra đã là vô địch thiên hạ nếu chỉ bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ thua vài lần đã không có tâm trí phản kháng vậy còn chơi cái rắm gì nữa giải tán luôn cho rồi cơ hội ngay lúc này có thể nói là chỉ có thể gặp không thể cầu nếu từ bỏ về sau thật sự là không ngóc đầu lên được nên biết sở dĩ liên minh huyết sắc cũng có thể chèn ép kiếm chỉ thương khung là nhờ có quan hệ với đám người toàn chân giáo kia nếu lần này diệt được toàn chân giáo liên minh huyết sắc đương nhiên cũng không đáng là gì cả nghĩ đến đây đội trưởng đừng nổ súng trầm ngâm nói đi vậy bảo bọn họ tới đi ta chờ các ngươi ở văn phòng được ta đã biết gấu ơi chờ tớ gật gật đầu vung tay với đám người mộng hy chúng ta đi thôi dứt lời đại hùng mang một đám người đi ra khỏi quán rượu mấy phút đồng hồ sau đám người mộng hy đi tới văn phòng của kiếm chỉ thương khung bên trong phòng làm việc không chỉ có đội trưởng đừng nổ súng, mà còn có hai cao thủ chuyên nghiệp là Huyết Lan và Huyết Vũ. Rất hiển nhiên, đội trưởng đừng nổ súng cũng là người có vẻ cẩn thận, vẫn ông thái độ hoài nghi sâu sắc với những người có thể thoải mái tiêu diệt toàn chân giáo. Dĩ nhiên, đội trưởng đừng nổ súng có thể làm lão đại thì vẫn còn rất biết thu liễm, đương nhiên sẽ không lộ rõ vẻ nghi ngờ, cho nên mới đặc biệt gọi một đám cao thủ tới kiểm chứng. So với gấu ơi chờ tớ, đội trưởng đừng nổ súng càng tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của đám người huyết vũ hơn các vị đây chính là hội trưởng của chúng ta đội trưởng đừng nổ súng bước vào văn phòng gấu ơi chờ tớ dẫn đầu đi đến bên cạnh đội trưởng đừng nổ súng giới thiệu với đám người mộng hy kính chào các vị cao thủ nghe danh đã lâu đội trưởng đừng nổ súng nghe vậy vội vàng đi lên bắt tay với mộng hy ừ nhưng mà mộng hy chỉ gật đầu rất tùy ý liếc nhìn đội trưởng đừng nổ súng, sau đó bắt đầu đánh giá trang trí văn phòng một lượt, hoàn toàn không có ý tứ muốn bắt tay với đội trưởng đừng nổ súng. Về phần những người khác, lại càng mang vẻ lên mặt dạy đời nhìn đội trưởng đừng nổ súng, giống như đang nhìn một tên hề. Đội trưởng đừng nổ súng cũng không phải người ăn nói khép nét. Thấy đám người mộng hy kiêu ngạo như vậy, trong lòng đương nhiên cũng cực kỳ khó chịu, hỏi đại hùng trong kênh công hội, bọn họ chính là người diệt toàn chân giáo đúng vậy là bọn họ ta tận mắt nhìn thấy đại hùng thề son sắt vậy sao nhìn không giống đội trưởng đừng nổ súng có chút nghi ngờ lúc này huyết vũ lên tiếng hỏi bọn họ tên là gì tên nghe câu hỏi của huyết vũ gấu ơi chờ tớ có chút sững sờ má ơi nhìn đến hưng phấn nhưng những đội hữu này tên là gì hắn còn chưa biết đâu vì thế đại hùng vội vàng quay đầu hỏi các ngươi tên là gì đám người đá trắng nghe đại hùng hỏi vậy vẻ mặt bất đắc dĩ bọn họ còn tưởng đại hùng này nghe qua danh hiệu của mình rồi mới tìm tới mình để hợp tác không ngờ tên nhóc này vốn không biết bọn họ là ai cảm giác kia thật giống như có người nói cho chú ngưu biết rằng ta đặc biệt thích sách của ngài sách đâu nhưng nhìn một cái lại phát hiện là sách xuất bản lậu đám người đá trắng không phải loại vô danh tiểu tốt như chú ngưu có người thích sách của mình là đã vô cùng vui mừng rồi bọn họ đều là cao thủ đứng đầu trong các cao thủ chuyên nghiệp đối với người kiến thức hạn hẹp như thế tất nhiên là sẽ mặc kệ gấu ơi chờ tớ còn tưởng rằng đá trắng không hiểu tiếng trung tự cho là đúng dùng một câu tiếng anh duy nhất mà mình biết lắp bắp hỏi ngươi tên gì xem ra cho dù là thú nhân thì đại hùng cũng có thể nhìn ra được đám người kia không phải người trung quốc Mộng Hy thấy trình độ ngoại ngữ xấu hổ của Đại Hùng, rốt cuộc không nhìn được nói, người nói hắn nghe hiểu đó. Hắn tên là Đá Trắng, những người khác đều là đàn em của hắn. Đá Trắng Gấu ơi chờ tớ và đội trưởng đừng nổ súng nghe thấy cái tên này thì sờ cầm lẩm bẩm, ồ. Tên này nghe rất quen. Ngươi từng nghe tới sao? Nói xong, hai người quay đầu qua hỏi huyết vũ. Nhưng mà đám người huyết vũ lúc này đã kinh ngạc ngay người đá, đá trắng. Sau khi ngây người khoảng mấy giây, nắm đấm thiên đường sợ hãi thang, là đá trắng của chiến đội thánh đường kia. Dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, đương nhiên là thuộc hết tất cả cao thủ trong và ngoài nước như lòng bàn tay. Đá trắng chỉ cần báo tên, đám người nắm đấm thiên đường này có thể nói rõ lai lịch của đá trắng. Chiến đội thánh đường Nghe thấy cái tên chiến đội, ngay cả đội trưởng đừng nổ súng và gấu ơi chờ tớ không quen thuộc lắm với giới chuyên nghiệp cũng hơi sững sờ. Bởi vì tên cao thủ nước ngoài độc có vẻ không xuôi, cho nên người chơi trong nước chỉ cần không phải phan cuồng. Thì đại đa số cũng không nhớ rõ tên, nhưng tên chiến đội thì vẫn nhớ rất rõ ràng. Chiến đội Thánh Đường chính là chiến đội siêu cấp nằm trong top 5 thế giới, năm nào cũng giữ vững thành tích đệ nhất ở châu Âu. Bình thường, Người chơi không chơi tới cảnh giới cao thì theo bản năng sẽ cảm thấy top 5 thế giới thôi mà, mạnh bao nhiêu đâu. Nhưng càng là người chơi cao thủ thì càng biết rõ giá trị thực sự của xếp hạng thế giới. Chiến đội Cửu Châu có lợi hại không? Đây chính là chiến đội thuộc trình độ siêu cấp vượt qua tất cả các chiến đội chuyên nghiệp trong nước. Nhưng dù có thành tích như vậy, thì số lần đoạt giải quán quân quốc tế cũng chỉ có hạn, hiện nay xếp hạng cũng chỉ là top 3. Dù là như vậy, khi gặp phải chiến đội Thánh Đường thì chiến đội Cửu Châu cũng không dám nói là thắng chắc 100%. Cứ như vậy mà suy ra, trong nước đừng nói có đội ngũ nào có thể chắc thắng chiến đội Cửu Châu, đội ngũ có thể đối đầu với chiến đội Cửu Châu cũng không có một ai. Đừng nói là toàn chân giáo. Tuy rằng lần này toàn chân giáo đoạt được giải quán quân của giải thi đấu chuyên nghiệp, nhưng trình độ của người chơi trong toàn chân giáo, mọi người đều hiểu rõ có thể đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp thì chỉ có vài người mà thôi. Những người khác cách những cao thủ chuyên nghiệp tuyến hai cả một khoảng. Đám người đó có thể thắng trận đấu chủ yếu vẫn là nhờ mấy nhân tố khách quan, chiếu luận về thực lực, toàn chân giáo còn kém xa lắm. Dù sao thiên phú của những người là cao thủ chuyên nghiệp đều không kém, còn được huấn luyện mỗi ngày, nếu dễ dàng bị một đám người chơi tự do đuổi kịp và vượt qua, vậy mọi người còn làm chiến đội chuyên nghiệp làm gì? bảo sao đám người trước mặt có thể đánh toàn chân giáo một cách nhẹ nhàng thoải mái như thế thì ra đây mới thực sự là cao thủ lần này toàn chân giáo đá phải tắm sắt rồi